Xin chào các bạn trên kênh Hành Trình Đầu Đời. Tôi là bác sĩ thạc sĩ nhi khoa Vũ Thị Thúy Lan, phụ trách phòng khám cây thông xanh. Dấu hiệu nhận biết hen phế quản gồm rất nhiều các dấu hiệu sau đây. Thứ nhất là trẻ ho kéo dài, có những trường hợp có thể ho kéo dài đến 1 đến 2 tháng. Thứ hai là ho có tính chất tái phát. Chúng ta sẽ thấy là tại sao phải phân biệt ở đây là bởi vì rất nhiều các cái bệnh đường hô hấp đều ho, nhưng ho hen thì nó có đặc điểm là ho kéo dài, ho tái phát và liên quan đến sự thay đổi thời tiết. Đấy là dấu hiệu thứ nhất. Dấu hiệu thứ hai là trẻ thường ho nặng lên về đêm. Ban ngày hoàn toàn bình thường nhưng mà đến đêm thì trẻ ho nhiều hơn. Và thứ ba là vì ho đêm cho nên trẻ thường kèm theo là cứ ho là nôn chớ. Dấu hiệu thứ tư là bao giờ cũng kèm theo hiện tượng sổ mũi nước trong, có thể trước hoặc là cùng lúc với là khi ho. Dấu hiệu thứ năm là những trường hợp hen nặng thì các bạn sẽ thấy là trẻ khó thở và đặc biệt thở có tiếng rít rất là rõ hoặc là co kéo các cơ hô hấp. Dấu hiệu thứ sáu là thường ho hen thì rất ít khi kèm theo sốt. Thế thì nguyên nhân của hen phế quản là gì? Đầu tiên chúng ta phải tính đến nguyên nhân là do các yếu tố môi trường. Ví dụ như là các cái độc hại của môi trường như là các loại khói, trong đó khói thuốc lá, khói bếp than, khói hương, một số các cái mùi mà gây kích ứng mạnh, đôi khi có cả mùi nước hoa. Đấy rồi thì là mùi của các cái hóa chất thơm để giặt quần áo chẳng hạn. Nguyên nhân thứ hai là do dị ứng với các cái loại côn trùng hoặc là lông chó lông mèo, rồi các cái bọ chét ở lông chó lông mèo. Nguyên nhân thứ ba là dị ứng với nấm mốc, ẩm thấp. Nguyên nhân thứ tư là có thể là do thay đổi thời tiết. Đấy là cái nguyên nhân mà chúng ta rất ít khi có thể can thiệp được. Và nguyên nhân thay đổi thời tiết thì thông thường là do lạnh. Thế về xử trí thì chúng ta xử trí thế nào? Nếu mà gọi là xử trí thì đầu tiên là chúng ta phải tránh tất cả các nguyên nhân khởi phát như chúng tôi đã nói ở trên. Ví dụ như phải tránh khói thuốc lá vân vân và lông chó lông mèo, thứ là không có được nuôi các con đấy đối với cái trường hợp mà trẻ ho nhiều hoặc ho định kỳ đấy. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ vì là do các nguyên nhân môi trường và do lạnh cho nên chúng ta sẽ tuyệt đối là không được lạm dụng kháng sinh. Thứ hai là không tự ý dùng các thuốc khí dung giãn phế quản ở nhà vì rất là nguy hiểm. Và thứ ba là khi trẻ đã có các cái biểu hiện khó thở thì chúng ta cần phải đến bác sĩ, lúc đấy chúng ta mới có thể sử dụng các thuốc đặc hiệu của hen, và đặc biệt đối với hen là chúng ta phải có phương pháp phòng bệnh hen thì mới chữa bệnh có hiệu quả. Các bạn hãy tiếp tục theo dõi kênh Hành Trình Đầu Đời và đặt các câu hỏi cho chúng tôi giải đáp. Xin cảm ơn.